khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Đây là nơi đang chữa trị cho 7 trẻ nhỏ bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì tại tiệm băng thành phố Long Khánh. Sau 2 ngày điều trị tích cực, 5 ca đang hồi phục, tiên lượng tốt. Đáng lo ngại nhất là 2 trường hợp nặng đang phải lọc máu liên tục, thở máy do bị nhiễm độc. Cả 2 bé đều có tình trạng tổn thương gan, tổn thương tim, thận. Sau 1 ngày điều trị thì hiện tại thì tình trạng của em bé về mặt huyết động thì ổn định. Tuy nhiên thì tổn thương gan, tổn thương thận, tim thì cũng còn nhiều. Các trường hợp thì tổn thương não. Tuy nhiên thì các bác sĩ ở đây thì vẫn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho em bé. Hội chẩn với tuyến trên, nhi đồng 1, nhi đồng 2 về các tình trạng nặng của em bé để có những cái hướng đi thật là rõ ràng và để có giúp cho quá trình điều trị thật là tốt hơn. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại Long Khánh. Tại tiệm bánh mì băng phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, cơ sở này đã đóng cửa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Trước đây, tiệm bán bánh mì thịt với khoảng 1.000 ổ mỗi ngày, nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà. Dù vậy, cơ sở này không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và một số giấy tờ khác có liên quan. Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, ngoài cấp cứu chữa trị cho bệnh nhân, lãnh đạo thành phố Long Khánh đã có nhiều biện pháp để xử lý vụ việc. Thành phố cũng đã có làm việc với các cơ quan chuyên môn để có những giải pháp cụ thể để có thể những phương án giải pháp để hỗ trợ cho người dân trong cái việc mà tham gia điều trị để có những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vân vân. Chúng tôi đã có chỉ đạo với các phường xã, các trường học, các đơn vị có cập nhật báo cáo tình hình cụ thể của người dân, rồi học sinh vân vân bị ảnh hưởng, có những trường hợp nào cần thiết phải xem xét hỗ trợ vân vân để có những cái giải pháp phù hợp. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh hiện có trên 1.000 giường bệnh với khoảng 250 bác sĩ. Dù có thời điểm cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân của vụ ngộ độc, nhưng đến thời điểm này, bệnh viện vẫn đảm bảo được công tác khám chữa bệnh. Đến 16 giờ chiều nay 3 tháng 5, bệnh viện đang chữa trị cho 324 ca, chuyển viện 11 ca, là những ca bệnh nặng tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Hiện tại thì các bệnh nhân thì tương đối là đã ổn. Thì có 2 trường hợp là ở khoa nhập khoa ICU ở chỗ bác sĩ Toàn thì vào tình trạng là đã vào viện đã sốc đó, nhưng mà qua điều trị thì hiện tại thì tình trạng là ổn định, chưa biết đau ổn. Tuy nhiên là về cái vấn đề mà đau bụng tiêu chảy thì vẫn còn đó, sốt thì còn sốt nhẹ. Ngay khi xảy ra vụ việc vào tối 1 tháng 5, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập phải chuẩn bị nhân lực, thuốc men để cứu chữa bệnh nhân do lượng bệnh nhân lớn. Ngoài ra, ngành y tế cũng đã mời các chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh xuống hỗ trợ chuyên môn làm sao cứu chữa được cho các bệnh nhi nặng. Ngành y tế sẽ quyết tâm để thực hiện những cái giải pháp nào tốt nhất để điều trị và chữa chạy cho các cháu. Từ 9 giờ sáng nay cho đến 12 giờ trưa nay cũng chỉ có 6 ca nhập viện thôi. Cho nên là chúng tôi dự báo là cái số ca mà bị ngộ độc thì đang có xu hướng là sẽ hết dần. Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long nhận định, đây là vụ ngộ độc có diễn tiến phức tạp với số bệnh nhân tăng nhanh và đông. Do đó, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cần tập trung mọi nguồn lực cứu chữa cho người bệnh, nhất là các bệnh nhân nặng. Dù chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm tại cơ sở băng, nhưng Cục An toàn Thực phẩm đang nghi ngờ do vi khuẩn gây ra ngộ độc. Với những cái triệu chứng như vậy thì đầu tiên nghi đến cái nhóm là do vi khuẩn. Thế còn cụ thể cái nào, tất nhiên rằng sẽ có cái định hướng để trong quá trình mà xét nghiệm ấy, người ta sẽ định hướng một số cái loại vi khuẩn mà có thể gây ra những cái triệu chứng như vậy thì để xét nghiệm. Thế còn kết quả như thế nào thì phải chờ kết quả đó ra thì mới công bố chính thức được nó là do cái loại vi khuẩn gì. Nhưng chúng tôi định hướng đây là do vi khuẩn chứ không phải do hóa chất hay là do cái gì khác. Theo thông tin từ Sở Y tế, đến chiều tối ngày 3 tháng 5, số bệnh nhân nhập viện từ ca ngộ độc này đã có dấu hiệu chững lại, không còn ồ ạt như 2 ngày qua. Dù vậy, ngành y tế cũng khuyến cáo nếu ai có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng sau khi ăn bánh mì tại tiệm băng, cần phải đến cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời, tránh tình trạng nặng xảy ra.